Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, khoảng ngày 26 cho đến ngày 27 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây rét đậm ở trên diện rộng cho cả tỉnh miền Bắc. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên ở miền Bắc năm nay sau các đợt không khí lạnh yếu và khô thời gian qua. Trước khi đón không khí lạnh mạnh thì từ nay cho đến thứ hai tuần tới, ngày 25 tháng 11, các tỉnh ở khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hưởng nắng, trời hanh khô, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng là từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là 27 cho đến 29 độ. Trong khi đó, tại miền Trung, mưa lớn sẽ còn tiếp tục vào những ngày tới. Từ đêm ngày 23 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa là từ 30 cho đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ hôm nay ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi có khả năng là xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 đến báo động 2 có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi. Khu vực Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 11, mưa có xu hướng giảm dần, nhiệt độ tăng và buổi trưa khá nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ, thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Trên biển, ngày và đêm ngày 23 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Chuyển sang thời tiết cho khu vực Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 23 đến hết ngày 24 tháng 11, tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 cho đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Để phòng mưa lớn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi, ven các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng thấp trũng và ngập úng cục bộ đô thị ở trung tâm các huyện, thị xã và thành phố Huế, đặc biệt là những tuyến đường có hệ thống thoát nước kém. Nhiệt độ ngày mai tại toàn khu vực giảm nhẹ, có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là 22 cho đến 24 độ. Ở huyện A Lưới, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Dự báo mực nước trên các sông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 24 giờ tới, mực nước các sông dao động mạnh, khả năng xuất hiện lũ từ báo động 1 đến báo động 2 trên sông Hương, sông Bồ, còn các sông khác tăng cao. Sông Hương, sông Bồ phụ thuộc vận hành các hồ chứa đập ngăn mặn Thảo Long, sông Truồi phụ thuộc vận hành hồ Truồi. Tất cả các sông chịu tác động của mưa trên lưu vực. Lưu lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch biển đổi vừa phụ thuộc điều tiết của thủy điện Thượng Nhật và lượng mưa trên lưu vực. Phần cuối bản tin như thường lệ là dự báo nhiệt độ cho cả khu vực vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà nhiều mây, có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm 85 đến 97%. Khu vực thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm 84 đến 97%. Các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiều mây, có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ, độ ẩm 85 đến 97%. Khu vực huyện A Lưới nhiều mây, có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Huyện Nam Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, còn hơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm 83 đến 96%. Đảo Sơn Trà nhiều mây, có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm 84 đến 97%.
Thời tiết trên biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giờ cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m.